Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một loạt xe ô tô mà giá tiền xe máy hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe ô tô giá tiền thì chỉ bằng một chiếc xe máy thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bạn nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất những năm 2012, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.1 máy xăng, trang bị la răng đúc, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ, mang nước sơn màu xanh rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Morning các bác mua về tập lái tránh mưa tránh nắng thì rất là ok. Giá tiền 120 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Vâng, một mẫu xe thương hiệu mà Hàn Quốc. Vâng, có cả màn hình Android đầy đủ rồi. Mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi mà giá chỉ với 120 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập lái tránh mưa tránh nắng mà giá chỉ có 120 triệu đồng cứ alo trực tiếp cho em. Và em đã đến một mẫu xe Kia Morning. Vâng, Kia Morning mà sản xuất những năm 2008 các bác nhá, 2008. Số tự động, động cơ của nó là 1.0 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Vâng, số tự động, động cơ 1.0, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng này. Vâng, giá tiền chỉ với 148 triệu đồng. Vâng, 148 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Vâng, một mẫu xe Kia Morning. Vâng, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, đồ đạc của nó thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Và chiếc Kia Morning mang biển kiểm soát 34A biển Hải Dương. Vâng, số tự động, xuôi rắc, máy eco. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, la răng đúc 4 bánh, la răng bông mai rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng Kia Morning. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc, nhỏ gọn, luồn nách những đường ngang ngõ nhỏ thì rất là ok. Xăng ăn thì tiết kiệm như người luôn. Mà giá em này thì bên em đang chào bán với giá là đâu đó là chỉ có 199 triệu đồng. Vâng, 199 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning đời 2010. Đấy, số tự động. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Vâng, chỉ còn 199 triệu đồng. Đấy, quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc, vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, số relax máy eco, cứ alo trực tiếp cho em. Vâng, đeo biển kiểm soát Thái Nguyên 20A. Vâng, một mẫu xe Kia Morning đời 2017. Vâng, số sàn, động cơ của nó là 1.25. Động cơ 1.25 nó là bản chung các bác nhá. Đấy, sơn xi màu bạc. Vâng, con này thì chỉ nhô 200 triệu đồng một chút thôi. Đấy, một mẫu xe Kia Morning đăng ký 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy, sơn xi ok, đẹp đẽ, sạch sẽ rồi. Đấy, màn hình Android cũng như cam nồi đầy đủ. Xin lỗi các bác, con này nó là sản xuất trong năm 2019 các bác nhé, 245 triệu đồng. Vâng, 245 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Đấy, đời 2019 này, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển kiểm soát Thái Nguyên và đeo biển kiểm soát Hà Nội 30A. Đây là một mẫu xe Kia Morning. Đời con này thì 2015 các bác nhé, 2015. Và giá tiền con này thì bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Sơn xi màu bạc xịn sò nguyên bản, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ, không khoan độc. Đấy, một mẫu xe Kia Morning, máy lổ, còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, màn hình Android. Đấy, đầy đủ rồi. Mẫu xe 5 chỗ ngồi mà giá chỉ có 190 triệu đồng. Đời 2015 các bác nhá, 2015. Đấy, số sàn, động cơ của nó là 1.25, em nó là bản chung. Vâng, đeo biển kiểm soát Thái Nguyên, mang nước sơn màu bạc. Vâng, 20A. Vâng, 29733. Vâng, một mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy, mẫu xe 5 chỗ ngồi. 5 chỗ ngồi các bác nhá, 5 chỗ ngồi. Đấy, nội thất đây. Đấy, nội thất thì ghế da màu đen. Đấy, ghế da màu đen các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, có cả màn hình cam nồi rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, con này thì sản xuất năm 2017 các bác nhá, 2017, 225 triệu đồng. Đấy, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Đấy, cam kết các bác là xe đẹp, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Morning đời 2015, số sàn, động cơ của nó là 1.25, tên tư nhân, đấy, biển Hòa Bình. Đấy, giá tiền con này chỉ còn 175 triệu đồng thôi.
Đấy, một mẫu xe sản xuất 2015, đời 2015. Đấy, các bác mua về tập lái tránh mưa tránh nắng thì rất là ok luôn các bác nhá. Tập lái tránh mưa tránh nắng. Vâng, Kia Morning là một mẫu xe dễ dùng, dễ sử dụng, không hay ổng vặt. Vâng, đời 2015 nay chỉ có 175 triệu đồng. Đấy, phải nói rất là đẹp các bác nhá. Nội thất là ghế da bò luôn. Đấy, ghế da bò luôn các bác nhá, có cả màn hình rồi. Đấy, các bác mua về tập lái tránh mưa tránh nắng thì rất là ok. Vâng, chỉ với 175 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đấy, sơn xi màu bạc. Vâng, biển kiểm soát Hòa Bình các bác nhá. Đeo biển kiểm soát Hà Nội. Đây là một mẫu xe Kia Morning bản C, bản SI, gọi là bản đủ của dòng Kia Morning số sàn, động cơ 1.25 mang nước sơn màu kem bơ, mang biển kiểm soát Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Đấy, mà giá tiền con này thì chỉ có 25 triệu đồng thôi. Đấy, đời 2016 các bác nhá. Vâng, 225 triệu đồng. Đấy, giảm sập sàn luôn. Vâng, bán cắt lỗ thổi vốn các bác nhá. Mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi và lai chỉ có 225 triệu đồng. Đời 2016, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Đấy, không khoa đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ. Đeo biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ, Kia Morning. Sản xuất 2016, mang phiên bản số sàn, động cơ em nó là 1.25 la răng đúc 4 bánh. Vâng, chỉ có 180 triệu đồng thôi. Đấy, sơn xi màu đỏ xịn luôn các bác nhá. Đấy, 180 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đó là một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu của Hàn Quốc, mang phiên bản số sàn, động cơ 1.25, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị. Đấy, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 các bác nhá. Đăng kiểm dài như cầu Thanh Trì luôn. Nội thất ghế da xịn, có cả màn hình. Táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô rồi. Đấy, 180 triệu đồng đời 2016 các bác nhá. Đời 2016 màu đỏ xịn sò, biển kiểm soát lại còn Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Và một mẫu xe Kia Morning. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu bản SLX. Vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, đời 2010, xuôi rắc máy eco. Vâng, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Vâng, giá tiền chỉ với 199 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Con này thì có đề lỗ startup, có cả điều hòa auto, màn hình Android. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Con này thì lại chỉ còn 199 triệu đồng các bác nhá. Vâng, chỉ với 199 triệu đồng cho một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, mang nước sơn màu trắng. Vâng, đeo biển kiểm soát Hải Phòng, tư nhân chính chủ, ký nháy lăn tay đầy đủ. Mà mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. 175 triệu đồng. Đấy, trước em bán 196 các bác nhá. Đấy, nay chỉ còn 175 thôi. Vâng, chỉ với 175 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Con này thì cam kết các bác là keo chỉ zin và máy số zin luôn. Mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, có cả màn hình Android cũng như cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn. Đấy, nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, thương hiệu của Hàn Quốc. Mà giá tiền chỉ có 175 triệu đồng. Kia Morning tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá, một chủ từ mới luôn. Mẫu xe số tự động, vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi. 120 triệu đồng. Vâng, chỉ với 120 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc, màn hình Android cũng như cam nồi đầy đủ. Quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe tập lái tránh mưa tránh nắng, giá tiền chỉ có 120 triệu đồng số tự động này, cứ alo cho em. Vâng, tư nhân một chủ từ mới các bác nhá, một chủ từ mới luôn. Đấy, mang nước sơn màu đen. Vâng, đeo biển kiểm soát Quảng Ninh. Và đây là một mẫu xe giá tiền chỉ có 100 triệu đồng thôi. Vâng, nay chỉ còn 95 triệu đồng. Vâng, 95 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Đấy, đời 2011. Vâng, tên tư nhân, biển Nghệ An, 37A, sơn xi màu trắng lạ. Đấy, một mẫu xe Kia Morning. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy, số sàn, động cơ của nó là chỉ với 1.1 thôi. Đấy, rất là tiết kiệm các bác nhé. Mà giá chỉ có 95 triệu đồng. Vâng, 5 chỗ ngồi, vâng, chỉ có vài chục triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning, vâng, chỉ với 95 triệu đồng này, cứ alo cho em. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đấy, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương và thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.